Bạn thân em xin đi tuyên trưởng tại bàn vào ngày hôm nay. Những vị khách của chúng ta, bạn nào nhảy đẹp nhất sẽ mang về ngày một chai chi bắt 18, đồng ý không ạ? À? Nhảy tại chỗ mà mang giải thưởng về luôn, đồng ý không nào? Xin mời tất cả các chị em nếu ở trong hướng đẹp follow của chúng tôi thì xin mời hôm nay nhảy hết mình mang giải thưởng về luôn.
chung kết là tình cờ người chiến thắng hôm nay mang về giải thưởng của chúng tôi. Đã cho em cơ trưởng đối với quỷ đây. It's your boy, this is a kid where I'm in tonight. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra người chiến thắng cho em này. Lòng ngắm, đọc đêm cãi lo. Và trai khi bắt quầy đoán này, liệu rằng thuộc về cô gái nào trong buổi tối tại tiệc sinh nhật tròn 45 tuổi của chúng ta ngày hôm nay ạ? Vào cưới ai chiến thắng chuẩn bị nha. Xin mời chúng ta sẽ cho cơ sở chiến đấu chúng ta lên sân khấu luôn nào. Xin mời đưa em gái 15 tuổi nhảy vô cùng đẹp này lên sân khấu giúp tôi ạ. Nào lên sân khấu và bắt đầu tiếp tục thể hiện cá tính của mình cho đêm nay. Một chàng tay dành cho cô gái vô cùng nhỏ tuổi và đặc biệt đêm nay. Hãy lên nào em ơi. Và bây giờ xin mời em dừng nhảy em ạ. Đẹp lắm rồi. Anh đứng dưới mà anh nhìn thấy em nhảy mà anh còn toát hết mồ hôi và phi lên ngay. Vâng, xin mời em lùi lại đây một chút để cho mọi người cùng gặp em. Mặt đúng ra sữa luôn ạ. Không biết là sinh năm bao nhiêu. Em sang 99 ạ. Em sang 99 ạ. Em chưa 18. Vâng, ok. Vâng thưa quý vị, và cô gái này chính là người đã chiến thắng ạ. Với chương trình cơ trưởng đại bàng mang về một chai chiếc vắt 18. Và bây giờ anh muốn hỏi một câu là em có người yêu chưa? Em chưa. Em có yêu anh không? Không. Không à? Phũ nhỉ? Vâng thưa quý vị, cô gái này đã chiến thắng mang về giải thưởng một chai chiếc vắt 18 trị giá 3 triệu đồng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời anh Đô sẽ lên và trao giải thưởng cho cô gái chưa 18 tuổi này. Và còn một giải nữa mọi người còn nhớ không ạ? Đó chính là giải thưởng 100 đô dành cho bạn đi chơi động nhất đêm nay ạ. Yeah. Vậy thì hôm nay ai đi chơi đông xin mời giơ tay. Hai bạn luôn, hai bạn không quen nhau à? Quen nhau. Chúng tôi đã có thống kê từ bên tổ lễ tân tính vào thời điểm 11 giờ ngày hôm nay. Bạn đi chơi đông nhá. Xin mời anh đông. Vâng ạ, trên tay tôi bây giờ chính là 100 đô. 100 đô dành cho bạn đi chơi đông nhất tính từ thời điểm 11 giờ ngày hôm nay. Anh Tiến Xuân Đà đi hai người thì thôi xin mời anh ở đấy, không bên này. Một chúng ta dành cho bàn VIP 9 đến 11 ngày hôm nay, giơ tay lên nào. Xin chúc mừng anh và Trung và xin mời anh lên sân khấu nhận 100 đô đến từ câu lạc bộ của chúng ta ngày hôm nay. Yeah.
đơn vị cho chung gửi lời chúc toàn thể sức khỏe đến tất cả các quý khán giả cũng như là anh em đến chơi tại Cà Cá Lò Đúc ngày hôm nay. Thực sự hôm nay là một cái vinh dự, mình cũng như tất cả bao nhiêu người đi chơi vui chơi giải trí rồi thương người có phần thưởng. Và đầu tiên thì xin cảm ơn tất cả anh em cũng như là ban quản lý cổ đông cũng như là mọi người làm trong Cà Cá Lò Đúc đã dành tình cảm cho chung hơn một năm qua tại ban. Thật sự là tình cảm thì ai cũng có cái vui, ai cũng có cái buồn. Và rất là cảm ơn anh em đã phụ chung cũng như là vào vị khách khác ở đây một cách nhiệt tình. Và chúc cho Cà Cá Lò Đúc ngày càng thịnh vượng và làm ăn phát đạt hơn nữa. Cảm ơn. Và lời nữa thì chung xin vận mít làm sao lại thế, vì chung gửi lời tình cảm sâu sắc đến bà xã của chung, người đã ở bên chung 75 qua, dù khó khăn hay giàu nghèo, từ lúc chung là một bàn tay trắng cho đến lúc không có gì, vợ chung luôn đồng hành và ủng hộ chung cũng như là cho chung đi chơi mà không bao giờ quản lý. Mong rằng các chị em phụ nữ ai cũng như giống như vợ chung nhé. Giơ tay lên. Cảm ơn mọi người. Vâng, quý vị cảm ơn anh Chung rất nhiều. Và đầu tiên tôi vẫn luôn nghĩ rất nhiều năm rồi là anh Vũ Duy Thành mới là người yêu vợ nhất, nhưng ngày hôm nay xin một tràng tay dành cho xoài ca yêu vợ Hoàng Chung. Xin mời tất cả anh chị em sẽ cùng quay trở lại với những bản nhạc hay nhất đến từ Trang Kim. Anh Hoàng Trung, anh Tiến Sông Hà cùng tất cả anh em có mặt